Nhiều xe nha. Đây là một chiếc xe. Ui, đây là một chiếc xe xe cần cẩu móc này. Đấy, chở hai chiếc ô tô địa hình xịn sò này các bạn ơi. Đấy, cảm thấy ngầu chưa nào? Ui, nào bây giờ mình sẽ để xuống đây nha. Wow, chiếc xe này xịn quá. Nào, đây là một chiếc xe ô tô địa hình nữa các bạn ạ. Toàn là xe đồ chơi xịn luôn. Đấy, các bạn thấy không nào? Ui, ở bên này mình còn phát hiện ra có cả máy cày ruộng này. Đây là một chiếc máy cày ruộng đẹp quá các bạn ơi. Đó, xịn sò chưa? Đây là một chiếc xe máy nha. Đây là một chiếc xe máy xịn sò này các bạn ơi. Ồ, đây là một chiếc máy cày ruộng này. Ui, lốp bằng cao su xịn luôn này các bạn ơi. Lốp bằng cao su xịn luôn nha. Đây là xe điều khiển đấy các bạn ạ. Toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi nha. Đấy, có đèn luôn này các bạn ơi, có đèn luôn nha. Xe này là xe điều khiển xịn sò quá các bạn ơi. Ui, đấy, đẳng cấp chưa? Đấy, một chiếc xe máy cày có đèn sáng sáng ở bên trong kìa. Wow. Ừ, các bạn ơi, đây là một chiếc xe trộn bê tông đẹp quá các bạn ạ. Xe trộn bê tông xịn sò này. Wow, đây là một chiếc xe dọn rác nha. Đây là xe dọn rác này. Oh, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Ô tô cảnh sát đẹp quá các bạn ơi. Ừ, đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe điều khiển nha, xe chở tên lửa xịn sò này các bạn ơi. Wow, đây là ui, đây là một gian siêu xe máy xúc cát chuẩn bị đi làm việc này các bạn ơi. Đây là xe cẩu múc cát đẹp này các bạn ơi. Đấy, gầu bằng sắt nguyên khối luôn nha. Đấy, xịn chưa? Đây cũng là một chiếc xe cẩu múc cát gầu bằng sắt nguyên khối này. Đấy, đây là một chiếc xe máy xúc cát cần ra này. Ui, các bạn thấy không? Toàn là xe đồ chơi xịn sò thôi. Nào, mình xem ở bên này có những chiếc xe gì nào. Ui, đây là một chiếc xe máy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy nha. Ui, không phải, mà đây là một chiếc xe người nhận lái máy xúc cát đi làm việc nhá. Chiếc xe này quá là xịn luôn đấy. Ô, mình bật lên. Ô, chiếc xe này hết pin rồi các bạn ạ. Hết pin rồi. Nào, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát xịn sò này các bạn ơi. Đẹp quá các bạn ơi. Ô tô cảnh sát G63 nhá. Đấy, ô tô cảnh sát G63 này. Đây là một chiếc xe này này. Là một chiếc xe xe lâm hàng đấy, lâm cả khủng long đi chơi luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không nào? Hôm nay mình phát hiện ra ở đây có rất là nhiều xe đồ chơi mới luôn đấy. Ừ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhá các bạn nhá. Hẹn các bạn ở video mới nhá. Ok. Các bạn ơi, đầu tiên là một chiếc xe cần cẩu. Ấy, mình phải xếp gọn mấy chiếc xe này vào này. Đây là những chiếc xe cần cẩu múc cát khủng long đấy, các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu cũng rất là đẹp này các bạn. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nhá. À, xe cần cẩu móc chạy bằng 4 bánh rất là to. Đấy, mình xếp gọn vào đây nhá. Đấy các bạn em, mình xếp được rất là nhiều xe đồ chơi luôn. Đây là một chiếc ô tô đua đấy các bạn ạ. Ô tô đua tốc độ đỉnh cao luôn. Xe điều khiển đấy. Các bạn thấy chiếc xe này đẹp không? Đấy, rất là đẹp luôn. À, chạy thử nào. Đấy, chạy nhanh chưa? Ui trời ơi. Các bạn thấy đẹp không? Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ben nhá. Xe ben này là xe ben chở đất này các bạn. Đấy, một chiếc xe ben chở đất này rất là đẹp luôn. Rất là to, đấy, đẹp chưa? Rồi, bây giờ mình phải xếp gọn vào nha các bạn nha. Chơi xong là phải xếp gọn gàng những chiếc xe vào cho nó đẹp các bạn ạ. Đây rồi, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là to này các bạn. Ừ, xe bồn trộn bê tông rất là to nha, siêu to khổng lồ này. Xoay được cả bồn này, đấy, xoay được cả bồn nha, rất là to luôn. Rồi, mình phải xếp gọn gàng vào nha, đấy. Các bạn thấy không? Đây có một chiếc xe trộn bê tông rất là to này. Đấy, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong nha các bạn nha. Đấy, rất là to và đẹp luôn. Rồi mình xếp gọn gàng vào các bạn ạ. Đấy. Ồ, đây là một chiếc xe địa hình nha, xe người nhẹ này. Đấy. Xe 360 độ này. Đấy. Đấy, đẹp chưa? Wow. Wow, đấy. Đây là một chiếc xe cứu hỏa nha. Xe cứu hỏa thang này. Đấy. Đấy, đẹp chưa này? Wow, rất là to luôn nha. Siêu bự luôn, siêu to khủng lồ. Rồi mình xếp gọn vào đây nha. Đấy, mình xếp rất là nhiều xe đẹp luôn. Nào, đây nữa, đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn. Đấy, mình xếp gọn gàng rồi. Mới được nhiều nha. Đấy, gọn gàng mới được nhiều nha. Nào, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là xe cần cẩu múc cát nha. Đấy, to. Nào, bên này còn có xe cần cẩu móc này. Xe cần cẩu móc siêu to khổng lồ, trước đó mình chơi xong nhá. À, đây là ô tô cảnh sát G65 này. Ô tô cảnh sát G65 rất là đẹp đó nha, rất là xịn luôn. À, đấy, các bạn thấy không? Đây là một chiếc tàu điện siêu tốc độ đỉnh cao nhá. Đấy, rất là nhiều xe luôn.
xe gì nhá. Wow, một chiếc xe cứu hỏa rất là đẹp này các bạn ơi. Wow, chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nhá. Ôi đẹp quá các bạn ạ. Nào tiếp theo nào, đây có một chiếc xe cần cẩu này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nhá, đẹp thế nhở. Ui, wow, đây đây này, đây có một chiếc xe gì nào, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. À rất là mới nhá. Ui, xoay được cả bồn trộn đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đây đây có một chiếc xe cần cẩu móc điều khiển từ xa rất là đẹp này các bạn ơi, rất là xịn luôn nhá. Xe này quá là đẹp luôn. Wow, chiếc xe này rất là xịn này. À, xe máy xúc cát có gầu bằng sắt nguyên khối nhá, rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Ôi, đây 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 có một chiếc xe trộn bê tông cũng rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nhá. Đấy, đây là một chiếc xe trộn bê tông rất là đẹp nhá. Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa này các bạn. Đấy, ừ, ở trên này còn rất là nhiều xe nhá. Đây là xe gì nào, chạy thử đi, chạy thử em có chạy không. À, chạy nhanh nào. Tiếp theo bạn thấy giới thiệu tiếp đi, đây là xe gì, rồi xe trộn bê tông nào bạn hãy chạy đi nào. Đúng rồi nào. Tiếp theo bạn Khánh giới thiệu với các bạn đây là xe gì nào, xe tải đúng không. Ừ, một chiếc xe đen nào. Xe tải nào, Khánh giới thiệu tiếp. Trắng rất là đẹp nhá. Đấy, chiếc xe cảnh sát này rất là đẹp luôn. Đấy, có thùng nhá. Đây là xe bán tải ấy các bạn ạ, rất là đẹp. Nào, tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nhá. Đây là ô tô cảnh sát G65 này. Đấy, ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Đấy, mở được cả cốp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa. Đấy, chiếc xe này rất là xịn luôn. Đó, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không. Nào, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải này, xe tải chở ô tô cảnh sát đó này. À, chiếc xe này 2 tầng luôn này các bạn ơi. Ừ, chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát 2 tầng luôn, cabin màu trắng nhá. Chiếc xe chở ô tô cảnh sát Mỹ luôn này các bạn ơi. À, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không. Đấy, rất là đẹp luôn đúng không. Đấy, đấy, đẹp quá. Nào, đây cũng là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát đó này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa, xịn sò chưa các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp luôn. Ừ, đấy, đây là một chiếc xe tải, xe tải địa hình này các bạn. Đấy, đây là xe tải địa hình nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, xe tải địa hình luôn, rất là xịn luôn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất là đẹp và mới luôn, rất là xịn xò luôn. Một chiếc xe tải chuyên đi chở đất này. Đấy, đấy. Các bạn ơi, ê, máy xúc cát này. Đây là máy xúc cát của bạn Nhi nhá. Bạn Nhi ơi, bạn Nhi có chiếc xe máy xúc cát điều khiển từ xa này không? Một chiếc xe máy xúc cát của bạn Nhi này, xịn xò quá này. Đó, nâng cần luôn này. Wow, các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe máy xúc cát này không nào? Đấy, đây, 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 có một chiếc xe dưới đây các bạn. Đây là một chiếc xe nâng hàng này các bạn. Một chiếc xe nâng hàng rất là đẹp luôn này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Đây, các bạn có thích chiếc xe nâng hàng nâng cả ô tô Lamborghini này các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy ngay chưa, một chiếc xe nâng hàng. Ấy các bạn ạ, đẹp quá này các bạn ơi. Ồ, các bạn thấy chiếc xe nâng hàng này có đẹp không nè. Chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông các bạn ạ. Chiếc xe này chở được rất là nhiều bê tông bởi vì chiếc xe này rất là to. Đấy, to như thế này mới chở được nhiều bê tông nhá. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không? À, xoay được cả bồn chất đều bê tông bên trong ấy các bạn ơi. Có xẻng xúc bê tông nhá, có vòi chút bê tông này. Bây giờ mình vẽ chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Nào. Ui trời tốc độ. Ui trời ơi các bạn ơi, hỏng xe rồi sao ấy. Đây, bây giờ mình xem nhá. Đấy, tình hình là xe này của mình là nó vẫn ngon lắm các bạn ạ. Đấy, vẫn xịn sò lắm. Đấy, chiếc xe này tốc độ phải nói là quá đỉnh cao nhá. Đấy, các bạn thấy không? Chiếc xe trộn bê tông đẹp lắm. Thôi. Đấy, các bạn ơi. À, tiếp theo nhá, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo còn rất là nhiều xe nhá. Đây cũng là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Các bạn thấy chiếc xe bồn trộn bê tông này có đẹp không? Đấy, chiếc xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp nhá. Có vột của cái này để xoay bồn đấy nhá. Đấy, rất là xịn luôn nhá. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn chiếc xe này nhá. Nào, 1 2 3. Ui, chiếc xe này tốc độ cũng nhanh gần bằng chiếc xe nãy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông quá là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông. Chiếc xe này có thể xoay được cả bồn trộn đều bê tông bên trong nhá. Đấy, các bạn thấy không? Một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình chạy thử luôn. Đấy, đẹp chưa?
ấy, nhưng mà chiếc xe này phải tốc độ đỉnh cao, chạy nhanh không con ơi, tốc độ đỉnh cao luôn, là ấy ấy đẳng cấp luôn. Ôi ok, và giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn chữ tông có cái bồn màu trắng nhá. Đấy, một chiếc xe bồn chữ tông có cái bồn màu trắng này rất là đẹp luôn. Và có bốn cái quả luôn, 719 này các bạn ơi. Nào. Các bạn ơi. Đây, một chiếc xe bồn chữ tông chạy rất là nhanh. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn chữ tông nhá. Đấy, hôm nay toàn là xe đồ chơi to khủng long nhá. Đây là một chiếc xe bồn chữ tông có thể xoay được cả bồn chữ đầy bê tông nhá. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi, xịn sò chưa? Ui, ui. Đấy, nào bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn chữ bê tông quá đẹp luôn. Chiếc xe này có thể xoay được cả bồn chữ đầu bê tông bên trong nha. Nhờ, chiếc xe này quá đẹp luôn, đấy rất là xinh xắn luôn. À, đấy, các bạn ơi, nào, ui các bạn ơi rất là đẹp luôn. Nào tiếp theo là một chiếc xe bồn chữ bê tông rất là đẹp nữa nha. Đây là một chiếc xe bồn chữ bê tông siêu cao bão chuối nha. Đấy các bạn ơi, nào, ui chạy rất là nhanh luôn. Nào tiếp theo là xe bồn chữ bê tông mạnh này các bạn ơi. Nào tiếp theo là một chiếc xe tải chở ô tô. Đây là xe tải chở ô tô cảnh sát luôn này các bạn ơi, chưa đi tuần tra thành phố nha. Đây là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát hai tầng luôn nha. Đấy các bạn ơi, chở hai chiếc ô tô luôn, rất là xịn luôn các bạn ơi. Đi. Nào tiếp theo là một chiếc xe bồn chữ bê tông rất là đẹp này các bạn ơi. Chiếc xe này là xe chữ bê tông của Mỹ luôn nha. Các bạn ơi rất là đẹp luôn. Đấy các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe tải chở ô tô cảnh sát nha. Đấy các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cần cẩu gỗ nha. Đấy, nào tiếp theo nào. Bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát nha. À, đẹp chưa? Ui, các bạn ơi, tốc độ đỉnh cao luôn. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này, rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn ơi, đóng cửa luôn. Đây là một chiếc xe cứu hỏa thang nha. Xe cứu hỏa 119 này. Đấy, cái thang này để chữa cháy trên tầng 1, tầng 2, tầng 3 nha. Đấy, các bạn ơi, cái thang này đấy. Đấy, các bạn ơi, chiếc xe này có xịn không? Quay lại luôn nha. Nào, tiếp theo là một chiếc xe tải chuyên đi chở đất nha. Đây là một chiếc xe tải ben rất là xịn sò luôn. Các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Ben này đấy, các bạn thấy xịn không? Đây là một chiếc xe tải ben rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Có đèn luôn này, có đèn luôn này, có biển số. Ui, các bạn ơi, có biển số 1 2 3 4 5 6. Ui, có mấy số 9 đấy các bạn ơi. 1 số 9 này, 2 số 9 này, 3 số 9 này, 4 số 9 này, 5 số 9 này. Ui, đấy đẹp lắm. Đấy, chạy thử luôn, tốc độ đỉnh cao luôn. Và tiếp theo là đây là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp nha các bạn nha. Một chiếc xe cần móc rất là xịn luôn. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu nha. À, xe 719 này các bạn ơi. Nào, tiếp theo là một chiếc xe bồn chuyên đi chở nước để chữa cháy này các bạn ơi. Đấy có bình chữa cháy luôn nha. Có bình chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cabin màu đỏ nha. Đấy, một chiếc xe chuyên đi chữa cháy rất là to, siêu to và khổng lồ luôn. Các bạn ơi, chiếc xe này rất là đẹp nha. Đấy, các bạn có thích chiếc xe nào? Nếu mà thích chiếc xe này comment dưới bình luận cho mình biết nha. Đấy, rất là đẹp. Đây, tiếp theo là một chiếc xe tải rất là đẹp nha. Xe tải siêu đẹp luôn. Xe tải này là xe tải chuyên đi chở đất, chở cát, chở vật liệu xây dựng các bạn ạ. Và tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu. À, xe này là xe cần cẩu móc này. Đấy, vận tải vận cẩu nha các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này xịn lắm các bạn ạ, siêu to và khổng lồ luôn. Đấy, một chiếc xe vận tải vận cẩu nha. Rồi mình ở đây nha các bạn nha. Đó, siêu to và khổng lồ nha. Một chiếc xe tải cabin màu trắng này. Đấy, chở hai chiếc ô tô cảnh sát nha. Xe tải chở ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là mới, rất là đẹp. Mình rất là thích chiếc xe ô tô này luôn. Đấy, ô tô này, ô tô cảnh sát nha, chuyên đi tuần tra thành phố này các bạn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không nào? Ừ, rất là đẹp luôn nha. Đó, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này, một chiếc xe tải nha. Chiếc xe này chuyên đi giải cứu ô tô này. Đấy, ô tô 78 này. Đấy, màu đỏ luôn này. Đó, chiếc xe này có thể mở được cánh cửa luôn nha. Ây, các bạn ơi, và bên trong có cả bu lăng để lái xe luôn nha. Đấy, chiếc xe này có đèn như thật luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn nha, rất là mới, rất là xịn luôn các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe cần cẩu. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ nhá các bạn nhá. Đây, chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ này rất là đẹp luôn. Đó, đó đó đó, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu gỗ này đẹp không? Chở được bao nhiêu thanh gỗ nào? Các bạn biết không? 1 thanh, 2 thanh, 3 thanh, 4 thanh, 5 thanh, tất cả có 6 thanh đi các bạn ạ. Đấy các bạn ấy, chiếc xe này có đẹp không nào? Rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. À, rất là xịn sò luôn nhá. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe bồn trộn bi tông nhá. Có thể xoay được cả bồn cho đều bi tông bên trong nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đấy, xoay bồn này cho đều bi tông bên trong đấy các bạn ơi. Là có cầu thang đi đấy nhá. Đấy, các bạn ấy đẹp chưa? Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp theo. Ui, đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát có gương như thật nha. Có hai cái gương này như thật luôn này các bạn ơi. Các bạn có thấy đẹp không nào? Đấy, đây bây giờ mình sẽ lắp này cho mọi người xem. Ấy, một chiếc xe mô tô, đây là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông khi đi tuần tra. Đây là xích của nó này. Đây là xích của chiếc xe này các bạn ơi. Đấy, một con xe mô tô cảnh sát giao thông này rất là đẹp luôn. Nào. Ui, đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát giao thông như xe đua này các bạn ơi. Chiếc xe này màu trắng rất là đẹp luôn nha. Đấy các bạn thấy đẹp chưa? Ui, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe đó nha. Đây là một chiếc xe này, các bạn biết xe này là xe gì không?
Đây là một chiếc xe này, là một chiếc xe chuyên đi chở rác này. Đấy, chiếc xe này là xe chuyên đi chở rác đấy các bạn ơi. Chiếc xe này động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này có bốn cái chân trống rất là đẹp luôn nhá, rất là mới, rất là xịn xò luôn này các bạn ơi. Nào, ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe tải. Xe tải siêu to khổng lồ. Đấy, xe tải siêu to khổng lồ. Có cả bu lông để lái xe luôn nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, xe đen luôn nhá. Đây là một chiếc xe đen này. Đấy, một chiếc xe đen này là xe ben chở xe cảnh sát địa hình đẹp này các bạn ơi. Đấy, các bạn có thấy chiếc xe này không? Rất là mới luôn nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe cứu hỏa nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa có cái thang này, cái xe cứu hỏa thang nha. Đấy các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này. Đây là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện nha. Đấy, chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này rất là đẹp luôn, rất là mới luôn. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Ui, đây đây này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông màu trắng, rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Chiếc xe này có cả vò chút bê tông luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe bồn trộn bê tông này không? Rất là đẹp luôn nha. Rồi, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben ben này đấy các bạn ơi. Cái thùng này là cái thùng màu xanh này. Cái thùng màu xanh rất là đẹp này, cabin màu trắng này. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này hãy comment xin bình luận cho mình biết nha. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc có cái móc nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này được chuyên đi giải cứu này đấy, chuyên đi giải cứu ô tô máy xúc đấy các bạn. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Đây rồi các bạn ơi, đây có một chiếc xe xe quân sự chở thêm nữa. Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha, xe cần cẩu múc cát rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi, các bạn có thích chiếc xe này không nào? Đây là một chiếc xe gì đấy, đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa nha. Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa này. Đấy các bạn ơi, đây là một chiếc xe quân sự quân đội nha. Đấy, chiếc xe quân đội này đấy, rất là đẹp luôn. Ồ, đây các bạn ơi, ở bên này mình còn rất là nhiều xe đồ chơi rất là to luôn này các bạn. Đấy, đây ở bên này toàn là xe đồ chơi to khổng lồ thôi. Đây là một chiếc xe này là xe trộn bê tông siêu to và siêu khổng lồ ấy các bạn. Đấy, chiếc xe này ở bên trong có cả bu lăng để lái xe này các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới nha. Chiếc xe này thì siêu to và siêu khổng lồ đấy các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Đấy, có thể xoay được cả bồn này. Đấy, xoay cả bồn cho đầu bê tông bên trong nhá. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Đây có cả vò chút bê tông, có cả xẻng xúc bê tông nhá. Chiếc xe này màu xanh rất là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đấy, chiếc xe này cũng rất là đẹp này, mở được cánh cửa luôn, xe được cả bồn chứ đầu bê tông bên trong nhá. Đấy, các bạn ơi, có cả vò chút bê tông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe cần cẩu, xe cần cẩu móc nhá. Ồ, xe cần cẩu móc này rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc rất là to, siêu to và khổng lồ này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Nếu mà thích chiếc xe này comment dưới bình luận cho mình biết nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc siêu to và siêu khổng lồ, siêu bự luôn. Rồi, bây giờ mình ở đây. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn luôn nha. Đấy, cần rất là dài này các bạn ơi. Đấy, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát siêu bự luôn này. Đấy, chạy bằng xích này. Đấy, rất là to luôn nha các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Ôi, các bạn ơi, đây là giới thiệu với các bạn. Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe... Wow, một chiếc xe này là một chiếc xe máy xúc cát Bully màu xanh này. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe cần cẩu siêu to và siêu khổng lồ nha. Chở ô tô địa hình rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe cần cẩu chở ô tô địa hình rất là đẹp nha. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe tải cảnh sát chở xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn nha. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to và siêu khổng lồ, siêu bự này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, những chiếc xe gì xịn nha. Ui, ở đây có rất là nhiều xe địa hình này các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe tăng địa hình điều khiển từ xa nhá, màu trắng tinh đẹp quá các bạn ơi. Đấy, đây là một chiếc xe ô tô. Đây là một chiếc xe tăng địa hình điều khiển từ xa xịn xò nữa các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đây cũng là một chiếc xe ô tô điều khiển từ xa xịn xò này. Ui, đấy, đẹp thế nhỉ các bạn nhỉ. Wow, đây là một chiếc xe tăng điều khiển từ xa nữa này các bạn ơi. Ồ,
bốn chiếc xe điều khiển từ xa xịn xò rồi. Đây là một chiếc xe cần cẩu. Cần cẩu này là xe cần cẩu chuyên đi cẩu cẩu rác này các bạn ơi. Đấy, lâm cần luôn này. Có hay chưa? Hạng cần này. Ồ. Quay 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 quay. Wow. Các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe tải chở ô tô. Xe tải chở ô tô đồ chơi đấy các bạn ơi. Wow. Nào, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ đẹp này các bạn ơi. Đó. Wow. Đấy, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe máy xúc cát xin xò này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe máy xúc cát màu đỏ nha. Màu đỏ này. Màu trắng này. Wow. Đây nữa, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe tải. Xe tải chở ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đó, đẹp chưa này. Ui, các bạn thấy không? Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, xe cần cẩu móc này. Đẹp quá các bạn ơi. Đây đây có rất là một chiếc xe này là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Chiếc xe bồn trộn bê tông này rất là đẹp nhá. Đấy, xoay được cả bồn, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong đấy các bạn ạ. Xoay bồn để cho đều bê tông bên trong nhá. Rất là đẹp luôn, có cầu thang đi lên này, có cả vòi chút bê tông này các bạn ơi. Chiếc xe này màu xanh nhá. Màu xanh này. Đấy, cabin màu trắng này. Đấy, bây giờ mình cho các bạn cùng xem chiếc xe này rất là đẹp luôn. Bây giờ mình đã khám phá được một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ để đây nhá các bạn nhá. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe tải chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát này. Đây là xe tải chuyên đi giải cứu ô tô cảnh sát nha. Cabin màu trắng này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn nhá. Rất là mới luôn, rất là đẹp. Mình rất là thích chiếc xe luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe xe tải 2 tầng. Chiếc xe tải này chuyên đi các bạn ơi, đây là một chiếc xe tải cabin màu trắng này. Đấy, chở hai chiếc ô tô cảnh sát nha. Xe tải chở ô tô cảnh sát rất là đẹp luôn. Các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là mới, rất là đẹp. Mình rất là thích chiếc xe ô tô này luôn. Ô tô này, ô tô cảnh sát nào cho đi tuần tra thành phố này các bạn. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này đẹp không nào? Ừ, rất là đẹp luôn này. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này, một chiếc xe tải nha. Chiếc xe này chuyên đi giải cứu ô tô này. Đấy, ô tô 78 này. Đấy, màu đỏ luôn này. Đó, chiếc xe này có thể mở được cánh cửa luôn nha. Ây, các bạn ơi, bên trong có cả bu lăng để lái xe luôn nha. Đấy, chiếc xe này có đèn như thật luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn nha, rất là mới, rất là xịn luôn các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe cần cẩu. Đây là một chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ nhá các bạn nhá. Đây, chiếc xe cần cẩu chuyên đi cẩu gỗ này rất là đẹp luôn. Đó, đó đó đó, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu gỗ này đẹp không? Chở được bao nhiêu thanh gỗ nào? Các bạn biết không? 1 thanh, 2 thanh, 3 thanh, 4 thanh, 5 thanh, tất cả có 6 thanh ý các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có đẹp không nào? Rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp luôn đấy các bạn ạ. Rất là xịn sò luôn nhá. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe bồn trộn bê tông nhá. Có thể xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đấy, xoay bồn này cho đều bê tông bên trong đấy các bạn ơi. Là có cầu thang đi đấy nhá. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn tiếp theo. Ui, đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe máy cảnh sát có gương như thật nhá. Có hai cái gương này như thật luôn này các bạn ơi. Các bạn có thấy đẹp không nào? Đấy, đây bây giờ mình sẽ lắp này cho mọi người xem. Ấy, một chiếc xe mô tô, đây là một chiếc xe máy cảnh sát giao thông khi đi tuần tra. Đây là xích của nó này. Đây là xích của chiếc xe này các bạn ơi. Đấy, một con xe mô tô cảnh sát giao thông này rất là đẹp luôn. Nào. Ui, đây là một chiếc xe mô tô cảnh sát giao thông như xe đua này các bạn ơi. Chiếc xe này màu trắng rất là đẹp luôn nha. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe nữa nha. Đây là một chiếc xe này, các bạn biết xe này là xe gì không? Đây là một chiếc xe này là một chiếc xe chuyên đi chở rác này. Đấy, chiếc xe này là xe chuyên đi chở rác đấy các bạn ơi. Chiếc xe này động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này có bốn cái chân trống rất là đẹp luôn nha. Rất là mới, rất là xịn xò luôn này các bạn ơi. Nào, ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe này là một chiếc xe tải. Xe tải siêu to khổng lồ. Đấy, xe tải siêu to khổng lồ. Có cả bu lăng để lái xe luôn nha. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp, rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, xe ben đấy nha. Đây là một chiếc xe ben này. Đấy, một chiếc xe ben này là xe ben chở xe cảnh sát địa hình đẹp này các bạn ơi. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là mới luôn nha. Nào, bây giờ mình giới thiệu các bạn tiếp theo nào. Đây có một chiếc xe cứu hỏa nha. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa có cái thang này, cái xe cứu hỏa thang nha. Đấy, các bạn ơi, tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này. Đây là một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện nha. Đấy, chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này rất là đẹp luôn, rất là mới luôn. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Ui, đây đó này các bạn ơi. Ui, đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông này. Đấy, một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông màu trắng rất là đẹp luôn này các bạn ơi.
Chiếc xe này có cả vòi chút bê tông luôn này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe bồn trộn bê tông này không? Rất là đẹp luôn nhá. Rồi bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe tải. Đây là một chiếc xe tải đen chuyên đi chở cát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe đen đen này đấy. Các bạn ơi, cái thùng này là cái thùng màu xanh này. Cái thùng màu xanh rất là đẹp này, cabin màu trắng này. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này hãy comment dưới bình luận cho mình biết nha. Đây rồi, mình lại tìm thấy một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc. Có cái móc nè. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này, chuyên đi giải cứu này đấy, chuyên đi giải cứu ô tô máy xúc đấy các bạn ạ. Một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Đây rồi các bạn ơi, đây có một chiếc xe xe quân sự chở thiên lửa. Đây là một chiếc xe máy xúc cát nha. Xe cần cẩu móc cát rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa các bạn ơi? Các bạn có thích chiếc xe này không nào? Đây là một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa nha. Đây là một chiếc xe quân sự chở tên lửa này. Đấy, các bạn ơi, đây là một chiếc xe quân sự quân đội nha. Đấy, chiếc xe quân đội này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ồ. Đây các bạn ơi. Ở bên này mình còn rất là nhiều xe đồ chơi rất là to luôn này các bạn. Đấy. Đây, ở bên này toàn là xe đồ chơi to khổng lồ thôi. Đây là một chiếc xe này là xe trộn bê tông siêu to và siêu khổng lồ ấy các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này ở bên trong có cả bu lăng để lái xe này các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp luôn đấy các bạn ơi. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là mới nhá. Chiếc xe này thì siêu to và siêu khổng lồ đấy các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, có thể xoay được cả bồn này. Đấy, xoay cả bồn cho đều bê tông bên trong nhá. Đấy, các bạn có thích chiếc xe này không? Đây, có cả vòi chút bê tông, có cả chàng xúc bê tông nhá. Chiếc xe này màu xanh rất là đẹp luôn. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Tiếp theo là một chiếc xe bồn trộn bê tông này. Đấy, chiếc xe này cũng rất là đẹp này, mở được cánh cửa luôn, xây được cả bồn chứa đều bê tông bên trong nhá. Đấy, các bạn ơi, có cả vò chút bê tông này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe cần cẩu móc nhá. Ô, xe cần cẩu móc cũng rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Đấy, đẹp chưa? Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc rất là to, siêu to và khổng lồ này các bạn ơi. Các bạn có thích chiếc xe này không? Nếu mà thích chiếc xe này comment dưới bình luận cho mình biết nhá. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc siêu to và siêu khổng lồ, siêu bự luôn. Rồi, bây giờ mình đến đây. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Đây là một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát rất là xịn luôn nhá. Đấy, cần rất là dài này các bạn ơi. Đấy. À, nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát siêu bự luôn này. Đấy, chạy bằng xích này. Đấy, rất là to luôn nhá các bạn nhá. Đấy, chiếc xe này rất là đẹp luôn này các bạn ơi. Ui, các bạn ơi, đây là giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe này là một chiếc xe wow, một chiếc xe này là một chiếc xe máy xúc cát buli màu xanh này. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ui, đây rồi. Mình tìm thấy một chiếc xe cần cẩu siêu to và siêu khổng lồ nha. Chở ô tô địa hình rất là đẹp luôn. Đấy, một chiếc xe cần cẩu chở ô tô địa hình rất là đẹp nha. Ui, các bạn ơi, đây có một chiếc xe tải hành khách chở xe bồn trộn bê tông rất là đẹp này. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn nha. Ui, đây có một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu to và siêu khổng lồ, siêu bự này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Ô, các bạn ơi, đây, mình giới thiệu mà các bạn còn rất là nhiều xe đồ chơi rất là mới này. Đây, mình tìm thấy một chiếc xe container chuyên đi chở hàng này. Đây là một chiếc xe container chuyên đi chở hàng, rất là đẹp nha các bạn nha. Đấy, đẹp chưa này các bạn ơi. Ô, xe container chuyên đi chở hàng này rất là đẹp nha. Xe container này chạy bằng rất là nhiều bánh này các bạn. Đấy, một chiếc xe container của Mỹ luôn nha các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Rồi, bây giờ mình lại giới thiệu với các bạn những chiếc xe đồ chơi siêu to và khổng lồ này. Đây là một chiếc xe container chuyên đi chở ô tô này. Đấy, xe container này 2 tầng luôn nhá. Chuyên đi chở ô tô này các bạn ơi. Đấy, cabin màu cam nha, rất là đẹp nha. Đấy, xe container rất là xịn sò luôn đấy các bạn. Nào, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe này là một chiếc xe container chuyên đi chở hàng này. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Các bạn xem video của mình nhé, nhớ bấm đăng ký kênh để đón nhận video mới nhất của mình nhé. Rồi xin chào các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye các bạn nha.